vị đang đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tổng cục Quản lý Thị trường trực tiếp trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến tâm dịch Bắc Giang. Ra mắt chiến dịch tiếp sức tiền phương, quyết tâm chiến thắng đại dịch. Vietjet thử nghiệm ứng dụng chứng nhận sức khỏe điện tử phòng COVID-19. Tổng cục Quản lý Thị trường trực tiếp trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến tâm dịch Bắc Giang. Đây là lần thứ tư Tổng cục Quản lý Thị trường trao quà ủng hộ cho các địa phương khi làn sóng COVID lần thứ tư bùng phát trở lại. 1.000 thùng nước uống, 100 ấm siêu tóc, 100 thùng bánh, 200 thùng mì tôm, 3.000 chai sát khuẩn là số hàng hóa được trực tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh trao ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Tham gia buổi trao ủng hộ còn có đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chánh văn phòng Tổng cục, đồng chí Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác về Quản lý Thị trường, Tổ 1444 và các đồng chí lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang, trực tiếp trao quà ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ, với những khó khăn mà Bắc Giang đang phải đối mặt do dịch COVID-19 gây ra, ghi nhận tình cảm của lực lượng quản lý thị trường với tỉnh Bắc Giang, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho rằng, đây là những mặt hàng hết sức thiết thực đối với Bắc Giang ở thời điểm hiện tại và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường khi được đơn vị quan tâm, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho bà con nông dân trong tỉnh trong điều kiện xuất khẩu gặp khó khăn. Ngoài ra, Tổng cục trưởng còn cho biết, bên cạnh việc ủng hộ Bắc Giang những nhu yếu phẩm cần thiết, lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ đồng lòng ủng hộ Bắc Giang trong lưu thông, tiêu thụ nông sản, trước mắt là vải thiều. Đây là nhiệm vụ mang tính thời điểm, song lực lượng quản lý thị trường sẽ nỗ lực, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với cục, thuộc bộ, hướng tới mục tiêu cao nhất, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con vùng dịch. Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cũng cho biết hiện nay có 3 thứ mà tỉnh đang rất cần, đó là kit test, thử nhanh để phân loại dịch bệnh, khẩu trang y tế N95 dành cho các bác sĩ tuyến đầu và quần áo bảo hộ chống dịch cấp độ 4 dành cho các bác sĩ. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, hai vợ chồng ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác về Quản lý Thị trường Tổ 1444 cùng nhóm thiện nguyện đã trao yêu thương về Bắc Giang. Đây là chuyến hàng cứu trợ lần thứ 2 gửi đến tâm dịch Bắc Giang. Trong lúc thời điểm bị ảnh hưởng của cơn bão số 2, bằng cả tấm lòng, nhóm thiện nguyện của Tổ trưởng Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác về Quản lý Thị trường vượt qua mưa bão để tặng quà cho những người đang chống dịch ở Bắc Giang. Một xe tải chở nặng hàng hóa gồm 20.000 khẩu trang N95, 50.000 khẩu trang kháng khuẩn, 200 quạt máy công nghiệp chống nóng, 200 ống đun nước siêu tốc Kangaroo, 100.000 hộp cá ngừ, 400 thùng mì ăn liền Ace Cook, 3.600 hộp bánh Chocobai, 1.500 lò xịt khuẩn Nano Bạc. Trị giá số quà tặng này là 500 triệu đồng. Được biết, chuyến đi tiếp theo hỗ trợ Bắc Giang của nhóm thiện nguyện sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này, ngày 19 tháng 6. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch AFT, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam Foodbank Việt Nam đã công bố chiến dịch tiếp sức tiền phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với mục đích hỗ trợ lực lượng tuyến đầu vững vàng chống dịch, nỗ lực cùng nhà nước quyết tâm chiến thắng đại dịch. Chiến dịch ra đời với nhiệm vụ huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ các lực lượng và người dân khó khăn ở các khu cách ly. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng vận động, tuyên truyền cộng đồng quan tâm, ủng hộ trực tiếp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19, góp phần đưa chiến lược 5K vaccine đẩy lùi đại dịch thành công. Trong khi đó, thông qua kênh thông tin chiến dịch www.tiếpsuctiềnphương.vn và kênh Y tế Việt Nam www.itvn.vn, chiến dịch sẽ cung cấp kịp thời thông tin về các hoạt động trao tặng, ủng hộ, tiếp sức tuyến đầu chống dịch của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức sẻ chia, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho mọi tầng lớp nhân dân. Tại buổi khởi động, chiến dịch tiếp sức tiền phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đã tiếp nhận sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị như Quỹ hỗ trợ thiện nguyện CB Việt Nam, Quỹ cộng đồng chung tay, Công ty Quy Phúc, Doctor Care, Food Connect, Lương Gia, Mãn Tử Vegan, v.v. Vietjet cho biết vừa tham gia thử nghiệm ứng dụng chứng nhận sức khỏe số IATA Travel Pass của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, một ứng dụng di động để quản lý thông tin về sức khỏe trong thời đại số. Theo thông tin từ Vietjet, IATA Travel Pass sẽ giúp hành khách quản lý, xác thực các thông tin về sức khỏe khi đi du lịch nhằm đáp ứng các yêu cầu hiện hành về việc xét nghiệm hoặc tiêm phòng COVID-19 của chính phủ tại nơi đến.
IATA Travel Pass tích hợp 4 chức năng cho phép xác thực các quy định y tế toàn cầu, xác thực thông tin về các cơ sở xét nghiệm khắp thế giới, chia sẻ các kết quả xét nghiệm và tiêm vaccine, tích hợp giải pháp ứng dụng du lịch không kết nối, cho phép tạo ra một chứng nhận điện tử cũng như quản lý trực tuyến các hồ sơ, giấy tờ du lịch. Tất cả thông tin của IATA Travel Pass bảo mật và hành khách có quyền kiểm soát cũng như chủ động quản lý, bảo vệ thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào. Đội ngũ nhân viên IATA Travel Pass đã và đang hợp tác chặt chẽ với Vietjet, các cơ quan của Việt Nam cũng như thành viên khác của Hiệp hội cùng với chính phủ các nước để đảm bảo IATA Travel Pass có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động du lịch quốc tế được an toàn. Trước hành trình bay, hành khách tại ứng dụng IATA Travel Pass điền thông tin, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở được chỉ định. Hành khách sẽ nhận được thông báo cho phép di chuyển nếu các thông tin xác thực về sức khỏe hành khách đáp ứng được yêu cầu của chính phủ tại điểm đến. Tại FV, y đức là kiểm tra toàn diện trước phẫu thuật, là sử dụng thành thục trang thiết bị tối tân, là ân cần chăm sóc như người thân, là biết chính xác tế bào nào cần tiêu diệt và cần được bảo vệ, là hội chẩn đa chuyên khoa để điều trị tối ưu, là nụ cười mãn nguyện khi niềm tin được trao đúng chỗ. Bệnh viện FV, niềm tin vào y đức. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn cũng như là trên trang fanpage và kênh YouTube của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng liên hệ với số điện thoại chuyên mục 090-9194-000 hoặc gửi về địa chỉ email info.truyenghinhpapluat@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến trụ sở truyền hình pháp luật 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.